Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Công Lập. Hôm nay mình sẽ mời mọi người xem mình làm karaoke bằng một cây đàn organ và một cái máy tính cơ bắp. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi cái demo của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái beat karaoke bài về xứ nghệ công an điệu DJ.
Thì bây giờ mình đã làm xong rồi. Việc đầu tiên các bạn đó chính là các bạn tìm lời bài hát của cái bài hát các bạn vừa đánh. Đây. Có sẽ copy cái lời của bài hát này. Mình sửa cái chữ này. Những câu nào dài quá thì các bạn có thể cắt thành 2, thành 3. Tiếp theo các bạn cần chuyển mặt chữ. Và các bạn thì muốn làm karaoke thì các bạn cần đến 3 phần mềm. Đó chính là phần mềm Adobe After Effects CC, Adobe Media Encoder CC and Cinema Tool Karate Filmmaker. Thì những bạn nào mà không biết cài đặt những phần này thì các bạn có bình luận ở dưới. Mình sẽ làm một video hướng dẫn cài đặt từ A đến Z. Các bạn mở phần mềm Cinema Tool Karate Filmmaker. Đây, các bạn sẽ nhấn chuột. Các bạn sẽ nhấn chuột trái vào cái ô này. Chuột phải vào ô cái ô này. Các bạn sẽ nhấn New, các bạn sẽ paste cái lời bài hát đó vào, nhấn OK. Các bạn sẽ chuyển chữ. Chuyển chữ thành đuôi VNI. Các bạn nhấn vào, chuột trái vào cái audio track này. Các bạn sẽ chọn vô cái file các bạn vừa đánh. Đây. Bây giờ theo các bạn sẽ nhấn nút space để bài. Nếu các bạn làm sai các bạn sẽ nhấn nút arrow này để trừ lại. Đây. Các bạn có mất cộng còn các bạn 4 ngân dài cái câu cuối câu thì các bạn sẽ giữ nút space. Giữ nút space nào. We'll be right back.
không đặt, các bạn không bắn trừ thì các bạn sẽ thua quá. Kéo cái thân này vào. Đấy. Bán xong thì các bạn sẽ nhấn vào phần page, các bạn sẽ chọn ở cái phần layout one row, các bạn sẽ chuyển thành two row. Đây nó sẽ chuyển thành hai dòng karaoke đấy.
Đây. Phóng to phóng nhỏ thì các bạn sẽ chỉnh ở đây. Đấy. Tiếp theo, các bạn muốn cái phần đếm ngược đây. Cái phần này. Đấy. Các bạn muốn gắn vào chỗ mà các bạn thích, các bạn sẽ nhấn vào đây. Đây. Cái đoạn này các bạn muốn bỏ vào, các bạn sẽ nhấn vào từ phải vào đây. Nhấn vào signal indicator. Đây. Đấy. Đây. Nhấn vào. Rồi. Các bạn muốn chỉnh cho cái này thì các bạn sẽ nhấn vào phần module, I don't know. Ok, các bạn muốn chỉnh màu đây. Chỉnh một cái màu. Đấy. Đây. Các bạn muốn, các bạn cũng có thể có nhiều cái khác như hình ảnh đây. Tôi sẽ nhấn vào picture và đây có một số hình ảnh người ta cho. Các bạn có thể lựa chọn này. Không, các bạn có thể nhấn vào browse và chọn cái hình ảnh mà các bạn để ở trong thư mục của các bạn. Mình sẽ phần này standard. Các bạn phóng to, các bạn nhấn vào cái phần size, các bạn kéo ra. Đấy, các bạn muốn chỉnh chỉ số thì các bạn chỉ cần kéo xuống. Kéo này qua đây thì nó sẽ xuống, kéo này ngược lại nó sẽ lên. Còn cái này nó chiều đây. Đấy. Đây là kiểu chữ. Đây, các bạn muốn thay đổi cái, các bạn muốn thay đổi cái chữ này thì các bạn sẽ chọn cái bảng đấy. Các bạn chọn màu nào thì nó sẽ chạy cái màu đó. Đây. Mình sẽ vẫn để cái màu đó. Rồi, còn cái này. Còn cái này là cái ô ở trong. Đây. Cái này là cái viền ngoài cái chữ chạy ấy. Đấy. Đấy. Đó. Còn cái này là cái ô ở trong. Đây. Đó. Còn cái này là cái đường ở ngoài. Đấy. Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào file, các bạn sẽ xếp nó lại. Đây, mình sẽ tạo một thư mục mới. Đây. Mình sẽ lưu nó lại là karaoke. File mình save. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất video. Tôi sẽ tắt cái này đi. Các bạn sẽ mở phần mềm Adobe After Effects CC. Đây. Các bạn sẽ nhấn vào New Project. Các bạn sẽ nhấn chuột phải. Các bạn sẽ nhấn vào New Composition. Các bạn sẽ chỉnh như mình 1920 1056. Các bạn sẽ để là Custom. Đây là thời lượng video của các bạn. Đây. Video của mình sẽ dài 5 phút 53. Các bạn sẽ điền vào đây là 5 phút 53. Các bạn sẽ để này. Các bạn sẽ nhấn OK. Tiếp theo, các bạn sẽ nhấn chuột trái hai lần vào ô này. Các bạn sẽ mở ra ô này. Các bạn sẽ chọn, các bạn sẽ lấy cái file các bạn vừa làm hồi nãy. Đây. Các bạn nhấn tiếp. Các bạn sẽ chọn hình hoặc cái video của các bạn. Mình sẽ lấy một cái hình. Đây.
to quá. Nếu các bạn bị như vậy thì các bạn sẽ chọn một cái hình nào đó nhỏ hơn. Ok. Và tiếp theo các bạn, nếu các bạn video, nếu các bạn video thì các bạn sẽ nhấn chuột trả hai lần vào đây, các bạn sẽ chọn một cái file thư, cái file nhạc của các bạn. Đây, sẽ để đây. Các bạn nên nhớ là cái file karaoke nó sẽ đứng trước cái hai cái này. Đấy. Bây giờ mình sẽ lăn cái cái này. Đây. Đấy, lăn cái này. Rồi. Nó sẽ chỉnh cho nó vừa vào cái khung cái này. Đấy. Đây, hình đã vừa rồi. Ok. Các bạn sẽ nhấn vào cái file này. Đây. Đấy. Các bạn sẽ phóng to nó ra. Ok. Okay. Rồi. Ok. Sau khi các bạn làm xong như vậy rồi thì các bạn có thể, nếu các bạn xuất thì các bạn sẽ nhấn vào file export và nhấn vào add to Adobe Media Encoder quick, nó sẽ chạy cái Adobe Media Encoder CC. Đây, các bạn sẽ đợi một hồi, nó sẽ xuất hiện ở đây. Đây, các bạn sẽ nhấn vào cái này, nhấn chuột trái vào cái này, các bạn sẽ chọn vào H264. Đấy, ok. Các bạn sẽ nhấn chuột trái vào cái này để cái chỗ nó xuất ra. Đây, mình sẽ để vào đây. Đấy. Còn các bạn muốn tạo hiệu ứng cho cái video karaoke của mình thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Còn nếu bạn không thích thì các bạn sẽ nhấn vào cái ô màu xanh này, nó sẽ bắt đầu chạy. Đây. Đầu tiên các bạn nhấn vào cái pha nhạc đây này. Các bạn nhấn chuột phải vào, chọn vào cái phần keyframe assistant, chọn vào convert audio to keyframes. Nó sẽ chạy và sau đó sẽ hiện lên một cái audio em with light. Đây. Các bạn sẽ nhấn chữ U. Nó sẽ ra những cái này. Các bạn sẽ xóa hai cái dòng đầu đây. Đấy. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn chữ Alt và nhấn vào cái hình này. Đấy, các bạn sẽ gọi như mình linear, mở ngoặc, value, phẩy 25, phẩy 50, phẩy 0, phẩy 100. Các bạn sẽ đóng ngoặc lại. Nhấn Enter. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào phần layer. Nhấn vào new. Nhấn vào adjustment layer. Đây, nó sẽ hiện ra cái này. Các bạn sẽ nhấn vào phần effects and preset. Nó sẽ ghi cho mình chữ level. Đây. Cái phần color correction đây, cái thứ hai. Các bạn sẽ kéo này vào cái file mình vừa tạo đây. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng này. Các bạn kéo này đi. Đấy. Đây là độ tối cho nó nhảy cái như thế này, đấy. Mình sẽ để nó ở đây. Đấy. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào chữ T. Các bạn sẽ nhấn vào Alt. Cũng vậy, các bạn sẽ nhấn vào cái ô này. Các bạn sẽ có cái ốc bên này. Các bạn sẽ kéo cái slider đây. Đó. Mình sẽ mở cho các bạn tự coi. Đây, các bạn thấy nó nhảy không? Đấy. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm cho cái ảnh nó nhảy theo cái nhạc luôn. Đây.
Các bạn sẽ nhấn vào cái file nhạc, chuột trái file nhạc đây. Các bạn sẽ nhấn tổ phím Ctrl Shift C. Nó sẽ ra cái bảng này. Nó sẽ ghi chữ Music. Đấy. Các bạn ghi gì tùy bạn, mình sẽ ghi chữ Music thôi. Đấy. Các bạn sẽ nhấn Enter vào cái đó. Nó sẽ ra một cái ô như thế này. Các bạn sẽ nhấn chuột trái vào này, nhấn chuột phải, nhấn vào Keyframe Assistant vào cái này. Nó sẽ trái, nó sẽ cùng hiện ra cái này như thế này. Các bạn cùng nhấn U, cùng xóa hai này. Đấy, rồi các bạn sẽ chuyển qua cái Comment đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào Effects and Presets. Các bạn sẽ ghi cho mình chữ Magnify file. Đây, các bạn sẽ kéo vào cái hình ảnh. Đấy, nó sẽ hiện đâu các bạn như thế này. Các bạn sẽ ghi thông tin cho mình nha. 2.150. Đây, 100. Rồi, sẽ ra này. Các bạn sẽ nhấn Alt và nhấn vào cái ô này. Rồi. Đây. Cái này các bạn đặt tên cái file này là gì thì các bạn sẽ ghi thành cái đó. Đây. Cái của mình đặt tên là Music, vậy nên mình sẽ ghi chữ Music. Đây, các bạn sẽ ghi này. Cái này mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả. Đây. Còn ví dụ các bạn ghi chữ rồi. Các bạn ghi chữ đây. Cái này là rename. Đây. Nếu các bạn ghi chữ SD đi. Set đi. Ok. Thì các bên đây. Đây. Các bạn cùng sẽ sửa ở dưới đây là đây. Các bạn sẽ sửa dưới đây thử set. Ghi y chang luôn. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào trên đây. Cái file gốc đây này đó. Các bạn cũng phải sửa. Mình set. Đấy. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Thì nó cũng sẽ nhảy trên cái nhạc. Còn cái số này thì mình khuyên các bạn nên để từ 3 đến 5. Mình để 3 cũng được. Đấy. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sóng nhạc. Đây. New. Các bạn nhấn chuột phải vào đây. Các bạn nhấn New. Nhấn Solid. Các bạn sẽ nhấn OK. Đây. Các bạn sẽ nhấn vào Effect. Generate Audio Spectrum. Đây, nó sẽ hiện ra cái thanh này. Các bạn sẽ kéo cái thanh sóng nhạc này đi đâu, tùy các bạn thích. Đây, mình sẽ để nó đây. Mình sẽ kéo nó dài ra đây. Đấy. Mình sẽ phóng to cho nó. Đây. Đó. Các bạn, đầu tiên, các bạn nhấn vào đây. Nhấn chuột trái vào đây. Các bạn sẽ chọn cái file nhạc của bạn đây. Set. Đấy. Các bạn sẽ, cái đây là cái này, các bạn thấy nó thưa không? Các bạn muốn nó nối lại nhau, các bạn kéo này đi. Đây, đó. Đấy. Đi hai này, đó. Ok. Tiếp theo, đây. Các bạn chỉ chỉnh lên thành không. Cái này sẽ là 5. Đấy. Các bạn muốn nó nhạy cao hơn thì các bạn sẽ chỉnh cái này lên. Đó. Lên càng cao thì nó càng nhạy cao. Còn các bạn có thể độ màu đây. Đây, đó. Ok. Có thể các bạn cũng có thể nó độ màu thì các bạn nhấn cái vòng này các bạn quay. Nhanh nhất thì các bạn sẽ ghi vòng và cái độ của nó đây. Ghi một độ. Các bạn thấy có thể nó nhiều màu không? Cái này là quay không? Đấy. Có các bạn muốn kiểu khác thì các bạn có thể làm cho mình. Các bạn cái từ digital đây. Các bạn sẽ chuyển thành analog box. Đấy, các bạn thấy mắt nó có dựa không? Thì các bạn sẽ chỉnh cho mình. Cái này là 27. Cái này sẽ là
138. 380. À, rồi. Đây. Ok. Bây giờ nó nhảy cao thì các bạn sẽ chỉnh xuống. Mình sẽ để nó là 350. Đấy. Đây, các bạn muốn. Đó. Mình sẽ chỉnh nó tầm 100. Hơn 50. Đấy. Nó các bạn chỉnh là nhỏ đây. Đây. Các bạn có thể định nó sát hơn. Ra ra. Đấy. Các bạn muốn nhiều màu hơn thì các bạn cứ quay vòng này đấy. Rồi. Mình sẽ để lại màu đây. Màu hồng. Ok, nó sẽ đẹp rồi. Hai vòng. Đây. Xong thì các bạn sẽ nhấn vào file, các bạn sẽ nhấn export và nhấn vào add to Adobe Media and call the query. Đây, đấy, cái này là hồi nãy mình sẽ xóa nó đi. Đây, đây, còn lại đây. Export, nó sẽ chỉ lấy này, các bạn sẽ nhấn như vậy. Các bạn cũng sẽ vô chỗ đâu đây. Đây mình sẽ ghi là về sự để cùng ăn karaoke. Đấy, nhấn save. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào cái nút sau này và nó bắt đầu chạy. Sau khi nó chạy xong này thì nó đã xuất xong. Video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Có gì thắc mắc thì mọi người hãy bình luận ở dưới video của mình nhé.